Hồ Quỳnh Hương cùng Hờ Hèn Nie làm bốc vác khu chợ cá. Rũ bỏ hình ảnh xinh đẹp, lộng lẫy thường thấy, Hồ Quỳnh Hương và Hờ Hèn Nie cùng hóa thân thành những cô gái lao động trong khu chợ cá, gây nhiều tò mò cho khán giả. Hồ Quỳnh Hương tái xuất ra mắt sản phẩm âm nhạc sau 10 năm, mời Hờ Hèn Nie tham gia MV. Tối ngày 18 tháng 3, Hồ Quỳnh Hương tung teaser chính thức, hé lộ những hình ảnh đầu tiên của MV Cứ Để Cho Em. Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ sau hơn 10 năm ở ẩn. Trong lần trở lại này, Hồ Quỳnh Hương có sự đầu tư cả về âm nhạc lẫn hình ảnh cho sản phẩm mới. Thay vì câu chuyện tình yêu, đoạn teaser mở ra khung cảnh một khu chợ cá tấp nập, nhộn nhịp với nhiều người khuân vác đang tất bật với công việc của mình. Hồ Quỳnh Hương xuất hiện trong dáng vẻ lam lũ, lê từng bước nặng nề với một thùng cá lớn trên lưng. Bên cạnh đó, màn va chạm căng thẳng của nữ ca sĩ với một nhóm khuân vác trong chợ gây tò mò cho khán giả. Nữ ca sĩ hóa thân thành người lao động bốc vác lam lũ ở chợ cá. Điều đặc biệt trong teaser là sự xuất hiện của Hờ Hèn Nie, cô cũng hóa thân thành người lao động đang khuân vác trong chợ. Có thể thấy hai người tồn tại một mối quan hệ thân thiết và gắn bó. Phần nội dung chỉ kéo dài chưa đầy 30 giây song đủ khiến khán giả xôn xao bàn tán về câu chuyện trong MV. Qua đoạn teaser, khán giả cũng được lắng nghe những giai điệu đầu tiên của ca khúc Cứ Để Cho Em. Ngoài chất giọng nữ cao ấn tượng của Hồ Quỳnh Hương, các fan cũng háo hức mong chờ sản phẩm âm nhạc này bởi đây là sáng tác của Vũ Cát Tường. Mối quan hệ giữa Hồ Quỳnh Hương và Hờ Hèn Nie trong MV khiến người xem tò mò với sự đồng hành của các tên tuổi lớn, cộng với giọng hát của Hồ Quỳnh Hương sau 10 năm trở lại, nhiều người tin rằng Cứ Để Cho Em sẽ mang đến một trải nghiệm đầy cảm xúc. MV mới của Hồ Quỳnh Hương sẽ lên sóng vào 19 giờ ngày 22 tháng 3 tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.